Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình rất vui được gặp lại mọi người ở video ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho các bạn về nuôi chim sinh sản. Thì tại vì mình thấy có một số bạn hỏi ở trên mấy cái diễn đàn hay này kia là kiểu như là người mới tập chơi nuôi chim sinh sản thì mình nên nuôi loại nào dễ nuôi, kinh tế này kia ổn định này nọ, dễ sinh sản này kia, dễ trải nghiệm đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ cho các bạn về nuôi chim sinh sản của dòng vẹt. Thì nói về dòng vẹt á, thì đây là một bộ môn mới, nuôi vẹt sinh sản. Đây là một bộ môn mới nên đa số thì rất ít người biết về bộ môn nuôi vẹt sinh sản này. Thì theo mình nhận định thì nếu mà trong tương lai á, thì bộ môn nuôi vẹt sinh sản này nó sẽ càng ngày nó sẽ càng phát triển hơn, và con vẹt á, nó sẽ trở thành một thú cưng không thể thiếu đối với loài người và một thú cưng mới mẻ. Bởi vì chó, mèo hay tất cả những con thú cưng kia thì nó đã là cũ rồi này kia rồi, mọi người ai cũng biết hết trơn rồi. Thì nhiều người họ muốn tìm một cái thứ gì đó mới mẻ, đó, có thể chơi đùa và có trí thông minh nữa này kia, thì loài vẹt đó là một lựa chọn tối ưu, tối ưu nhất. Nó màu sắc đẹp đẽ, có thể và nó biết nói chuyện và biết bay lượn này kia, và đặc biệt là mình cũng có thể nuôi sinh sản được dòng vẹt đó. Thì khi mà mình nuôi sinh sản vẹt á, thì mình phải biết được là cách nuôi, cách chăm như thế nào. Thì không thể nào mà ai cũng mới biết chơi mà chăm được con vẹt hết á, nên mình sẽ chơi vẹt từ cấp độ nhỏ nhất, kiểu như mình chơi loại đẹp easy nhất, dễ nhất, là đẹp cấp độ 1. Nói chung là dành cho newbie á, người mới á, thì để cho mình trải nghiệm. Và khi mà mình trải nghiệm mình nuôi loại vẹt cấp độ 1 này á, nó thành công hay này kia á, thì mình hãy nâng cấp lên những dòng vẹt cao hơn này kia nọ, thì mình sẽ thành công hơn là mình mới vô mà mình vướng vào những cái loài vẹt cao này kia. Nó cần cái kỹ thuật và một cái sự hiểu biết cũng tương đối nhiều về vẹt đó. Thì con vẹt mình muốn nói ở đây, con vẹt dễ nuôi, dễ sinh sản, màu sắc cũng đẹp và giá thành là thấp nhất trong tất cả các dòng vẹt. Đó là con vẹt yến phụng mà mình hay kêu là vẹt Hồng Kông hoặc là con chí biến phụng á. Thì chí biến phụng nó có nhiều loại. Thì mình đang nuôi yến phụng Hà Lan. Nó cũng là một dòng của con vẹt yến phụng. Thì con vẹt yến phụng thì giá thành là nó là thấp nhất trong tất cả các dòng vẹt rồi. Nên khi mà anh em tập nuôi trải nghiệm á, thì có thể mua yến phụng về nuôi để trải nghiệm về nuôi vẹt sinh sản nó như thế nào. Đó, nuôi vẹt sinh sản mình cần những thứ gì và nên cho ăn những cái gì. Bởi vì con chim yến phụng hay này kia nó ăn cái gì mà nó chết á, thì những con vẹt lớn kia nó cũng ăn cái đó nó chết, bởi vì nó cũng là con vẹt thôi. Nhưng mà được cái là nó con yến phụng á thì nó rẻ tiền hơn những con vẹt kia nhiều. Các bạn chơi thì các bạn sẽ đỡ tiền đóng học phí hơn khi mà các bạn lao thẳng vô các bạn chơi những dòng vẹt lớn đó. Thì các bạn chơi yến phụng thì các bạn sẽ tiết kiệm được, gọi là học phí đó, các bạn đỡ được cái đầu đó hơn đó. Và về nuôi sinh sản thì con vẹt nào nó cũng như con vẹt nào hết á. Yến phụng thì nó là dòng dễ nhất rồi, dễ nhất sinh sản, dễ nhất trong tất cả các dòng vẹt. Nếu mà các bạn nuôi yến phụng mà các bạn nuôi không thành công, nuôi sinh sản không được, thì các bạn nuôi qua những cái dòng vẹt khác thì các bạn nuôi không được đâu. Đó, cái dòng vẹt khác thì nó sẽ khó hơn về độ phân biệt trống mái nè,
rồi tính tình nữa. Những con vẹt nó cao hơn thì nó sẽ có trí thông minh và nó có tình cảm riêng nữa. Nó sẽ ghép sinh sản sẽ cần mức độ khó hơn, nên khi mà tìm hiểu về cái ngành nuôi vẹt sinh sản này thì các bạn nên tìm hiểu nuôi vẹt yến phụng. Thì vẹt yến phụng ở ngoài thị trường á thì nó cũng rẻ, tầm vài trăm thôi, đó, vài trăm, một hai trăm ngàn một con, ví dụ như tùy giống loài. Ví dụ như yến phụng Việt Nam hay này kia ở ngoài tiệm thì 100 ngàn, Hà Lan thì 150-200 tùy màu, EU thì giá nó cao do cái độ to hay này kia nữa, nói chung là rất là nhiều đó. Nên các bạn có thể trải nghiệm được, bạn cho nó ăn uống hay này kia, bạn chăm sóc như những con vẹt kia thôi à. Thức ăn này kia thì có coi yến phụng thì chủ yếu là hạt củ cốc nhỏ đó, còn những con vẹt lớn kia thì nó lớn thì nó sẽ ăn thêm những nước ăn ngũ cốc nhỏ, và nó sẽ ăn thêm ngũ cốc lớn nữa như mấy hạt thứ dương to này kia đó. Còn về rau củ thì con yến phụng ăn cái gì thì những con vẹt kia nó ăn cái đó, nên các bạn nuôi các bạn cứ trải nghiệm gì đó thì các bạn sẽ biết được hết nguyên lý nuôi và sinh sản của con vẹt như thế nào, và quá trình sinh sản nó cũng như vậy luôn, nó cũng đều giống nhau, nó cũng đều tương tự vậy á. Chỉ có những dòng kỹ có đồng vẹt cao hơn thì nó khó hơn thôi, nó nâng cấp lên một số mức thôi, nhưng mà cơ bản thì nó dần dần như nhau. Nhưng mà để trải nghiệm á thì yến phụng nó là một cái thứ để mình trải nghiệm nó an toàn về nuôi vẹt sinh sản, chăm chim non này kia các thứ. Các bạn có thể trải nghiệm, các bạn sẽ có thể có một khoảng thời gian rất là vui khi mà các bạn nuôi vẹt sinh sản thật sự. Và các bạn nuôi vẹt sinh sản thì nó vui hơn, bởi vì vẹt sinh sản nó sẽ ra được nhiều màu kia, các bạn sẽ có thấy được cái sự gọi là thay đổi hoặc là sự đổi mới cho mỗi lần đẻ của nó. Nó không tạo nên cảm giác nhàm chán như những dòng chim bình thường, thì nó quy định nó chỉ đẻ ra con màu như đó thôi. Nó và con vẹt thì nếu mà còn là dòng vẹt sinh sản mình nuôi kinh tế thì đa phần mọi người sẽ chọn nuôi những dòng vẹt sinh sản quanh năm thì kia, thì nó sẽ có hiệu quả kinh tế hơn là các bạn nuôi những cái dòng vẹt rừng hoặc là dòng vẹt rừng thì nó rất là khó sinh sản. Dòng vẹt rừng Việt Nam thì rất là khó sinh sản và sinh sản một mùa đó thì cái hiệu quả kinh tế thì nó không có mang lại nhiều. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn trải nghiệm sinh sản thì mình đề xuất các bạn là nên thử nghiệm nuôi yến phụng trước vì cái độ khó nó dễ. Còn mấy dòng vẹt kia thì cứ từ từ đi, sau khi mà các bạn thành công ở con yến phụng, các bạn nuôi đẻ bình thường và các bạn hiểu được nguyên lý của nuôi vẹt sinh sản nó như thế nào, con để một con vẹt sinh sản tốt nó cần những gì đó. Sau khi mà các bạn biết được á thì các bạn nuôi lên những con vẹt cao hơn một mức đó, như vẹt mẫu đơn, vẹt mã lai, vẹt mặt trời, vẹt cầu vồng, rồi Macau, Blue Gold. Thì video này mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Thì có gì các bạn nào thì muốn mình làm một video nào thì có thể nhắn tin cho mình để mình có chủ đề để mình làm video, mình chia sẻ kiến thức cho các bạn cùng nhau tiến bộ, cùng mọi người cùng nhau lớn lên thì khi để ngành công nghiệp nuôi vẹt đó, thì nó sẽ càng ngày càng phát triển. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.